Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Kỳ quan Phật giáo Thế giới tại Chùa Hướng Đạo Fort Worth, Texas. Ngày Đại lễ Vê-sác Phật Đản năm 2022 tại khuôn viên Chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ, đã cử hành long trọng lễ đặt viên đá đầu tiên cho công trình Bảo Tháp Tạng Kinh Thánh Điển dưới sự chứng minh của 180 chư tôn đức tăng đại diện cho các nước Phật giáo trên thế giới, cùng với sự hiện diện của chư ni và hàng ngàn Phật tử khắp nơi. Trong đó có Ngài Hiệu trưởng Trường Đại học Pali Phật giáo Miến Điện Thammaduta, Ngài Tam Tạng thứ 9 Phật giáo Miến Điện, Ngài Đệ Nhị Tăng Thống Tích Lan Panila Ananda và các Ngài Tăng Thống đại diện cho các quốc gia Phật giáo Đông Nam Á, vân vân. Chùa Hương Đạo cũng được nghênh đón Ngài Phó Vua Sải Samdet Mahathirachan, Ngài Thambodivong, trưởng ban tôn giáo Thái Lan tại Nepal, Ấn Độ, Ngài Hiệu trưởng Trường Phật học quốc tế Mahachulalongkorn, Thái Lan, cùng chư vị trưởng lão tôn túc đến chứng minh và chú nguyện cho công trình Bảo Tháp Tạng Kinh Thánh Điển. Bảo Tháp Tạng Kinh Thánh Điển Thammachetiya là đại công trình xây dựng Đại Thắng Tích, hay còn gọi là Kỳ quan Phật giáo Thế giới, mang đậm nét văn hóa và kiến trúc lâu đời của các xứ Phật giáo châu Á. Có 840 tháp lớn, nhỏ được xây dựng bằng đá để bảo đảm tính chất lâu bền. Trong đó, Đại Bảo Tháp có kích thước 90 feet nhân 90 feet nhân 130 feet cao, là khoảng 27 mét nhân 27 mét nhân 40 mét. Một Đại Tháp Bồ Đề kích thước 70 feet nhân 70 feet nhân 90 feet cao, là khoảng 21 mét nhân 21 mét nhân 27 mét. Một Đại Tháp Tôn Trí 6 bộ Tam Tạng Kinh bằng đồng, kích thước giống như Đại Tháp Bồ Đề. 8 tháp trung, mỗi tháp rộng khoảng 24 mét vuông và cao 9 mét. 829 tiểu tháp, mỗi tháp rộng khoảng 9 mét vuông và cao 6 mét. Từ Đại Thắng Tích, toàn bộ lời dạy của Đức Phật Gautama và chư thánh đệ tử đúc kết trong Tam Tạng Kinh Điển Tipitaka, đó là Kinh Sutta, Luật Vinaya và Vi Diệu Pháp Abhidhamma, sẽ được lưu trữ trong các tháp này. Toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển sẽ được khắc trên hơn 3.000 bia đá bằng tiếng Pali Latin và tiếng Anh, và sẽ được khắc trên các bản đồng bằng ngôn ngữ 6 nước Phật giáo: Tích Lan, Miến Điện, Cao Miên, Thái Lan, Lào và Việt Nam. 840 bảo tháp là biểu tượng của 84.000 chi pháp Thamma Khantha, là lời dạy của Đấng Đại Giác, là chân lý uyên thâm trong sáng và thiết thực, là lối sống với chánh niệm và tỉnh giác, cũng là thông điệp của từ bi, trí tuệ và giải thoát. Những lời dạy này, một kho tàng pháp bảo trường tồn và vô giá, đã và đang được gửi đến tất cả chúng sinh trong suốt hơn 25 thế kỷ và sẽ mãi truyền thừa cho hậu thế. Việc xây dựng công trình Bảo Tháp Tạng Kinh Thánh Điển Thammachetiya là nguyện vọng cao cả, là nghĩa vụ thiêng liêng trong việc học pháp, hành pháp, hoằng pháp và bảo tồn Phật pháp của tăng, ni và Phật tử chùa Hương Đạo nói riêng, cũng như của tất cả chư tăng, ni và Phật tử trên toàn thế giới nói chung. Do vậy, sự hùng phước trợ duyên của tất cả quý Phật tử và chư vị mạnh thường quân trên đất nước Hoa Kỳ cũng như trên toàn khắp các châu lục sẽ là đóng góp chính yếu cho việc hoàn thành công trình xây dựng Bảo Tháp Thammachetiya trong thời gian sớm nhất. Đại Thắng Tích
Thamma Chettiya sẽ là món quà pháp bảo cao quý dành tặng cho tất cả mọi người trên đất nước Hoa Kỳ và cho toàn thể nhân loại trên thế giới, đặc biệt cho những ai có tâm nghiên cứu, học hỏi và thực hành lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, với mục đích giải quyết những bế tắc, những căng thẳng, hầu mang lại hạnh phúc, an lạc cho tha nhân và cho xã hội. Công đức và phước báo của sự cúng dường giáo pháp. Đức Thế Tôn dạy rằng, trong các pháp bố thí, thì pháp thí là trường cửu thí tối thắng nhất. Thật vậy, ngày nào trên thế gian còn sự tồn tại của Đại Thắng Tích Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển, ngày ấy giáo pháp vẫn còn sáng soi. Ví như có một người đem tâm nghiên cứu, tu học, giữ giới, hành thiện và thành tựu quả vị Niết Bàn xuất phát từ Đại Thắng Tích Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển này, mang những lợi ích đó san sẻ cho nhiều người khác, rồi từ những người đó lại san sẻ cho những người khác nữa, cứ như vậy tiếp nối nhau qua nhiều thế hệ. Vậy kết quả của việc bố thí pháp là gì? Hàng ngàn, hàng vạn người sẽ được tăng trưởng thiện tâm, tăng trưởng bồ đề tâm mỗi ngày. Vô số điều thiện sẽ được thực hiện, vô số niềm hạnh phúc sẽ nở rộ khắp trần gian này. Ánh sáng của chân lý, của chánh pháp sẽ tràn ngập khắp muôn nơi, xóa tan tâm tối trong tâm hồn biết bao con người đang còn trôi lăn trong biển khổ trầm luân. Công đức đó thật vô lượng, vô biên, không thể tính đếm. Thưa quý vị, không bút mực nào diễn tả hết lòng cảm ơn của chúng tôi đối với quý đạo hữu, sự quan tâm, ủng hộ và lòng hảo tâm đóng góp của tất cả quý vị mạnh thường quân sẽ là động lực to lớn giúp công trình xây dựng Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển sớm được khởi công và hoàn thành trong một tương lai gần nhất. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được năm điều: sức khỏe, sống lâu, sắc tốt, an vui và trí tuệ. Để quý đạo hữu tiện phần nghiên cứu và trợ giúp, các phần kiến trúc của Đại Thắng Tích Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển xin được mô tả trong phần cuối video này. Để biết thêm chi tiết về Đại Thắng Tích Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển, chúng tôi có đính kèm đường dẫn ở phần cuối video. Các bảo tháp và ước tính tài phí. Đại bảo tháp gồm có 2 tầng, ước tính 30 triệu Mỹ Kim, kích thước 90 feet x 90 feet x 130 feet cao, rộng khoảng 750 mét vuông và cao 40 mét. Tầng 1, nơi sinh hoạt, thuyết giảng, hành thiền, nghiên cứu và trùng tụng Tam Tạng Pali. Tầng 2, nơi tôn trí Xá Lợi Phật và chư Thánh Tăng. Đại Tháp Bồ Đề, ước tính 15 triệu Mỹ Kim, kích thước 70 feet x 70 feet x 90 feet cao, rộng khoảng 454 mét vuông và cao 27 mét. Tôn trí cội Bồ Đề, chiếc nhánh từ cội Đại Bồ Đề tại Tích Lan, được Thánh Tỳ Khưu Ni Sanghamitta, con của Đức Vua A Dục, mang từ Ấn Độ, nơi Đức Phật Gautama thành đạo, sang trồng nơi quốc đảo Tích Lan, có tuổi thọ đến nay được 2.310 năm. Đại Tháp Tôn Trí 6 bộ Tam Tạng Kinh bằng đồng, ước tính 15 triệu Mỹ Kim, kích thước 70 feet nhân 70 feet nhân 90 feet cao, rộng khoảng 454 mét vuông và cao 27 mét. Nơi tôn trí lưu trữ toàn bộ các bản kinh bằng đồng hoặc inox vàng của 6 ngôn ngữ: Tích Lan, Miến Điện, Cao Miên, Thái Lan, Lào và Việt Nam.
8 tháp trung, ước tính 125.000 Mỹ Kim một tháp, kích thước 16 feet x 16 feet x 30 feet cao, có 4 cửa ra vào, rộng khoảng 24 mét vuông và cao 9 mét, lưu trữ toàn bộ các phương pháp tu tập thiền minh sát tuệ và thiền định trên các bia đá. 829 tiểu tháp, ước tính 75.000 Mỹ Kim một tháp, kích thước 10 feet x 10 feet x 20 feet cao, có 4 cửa ra vào, rộng khoảng 9 mét vuông và cao 6 mét. Lưu trữ toàn bộ tam tạng kinh điển, kinh, sutta, luật, vinaya và vi diệu pháp Abhidhamma, điêu khắc trên hơn 3.000 bia đá tôn trí chính giữa mỗi tháp qua hai ngôn ngữ Pali Latin và tiếng Anh. 10.000 tôn tượng Phật, ước tính 2.500 Mỹ Kim một tượng. Tượng bằng đá ma bồ trắng cao 1 feet tôn trí trong 3 đại tháp tượng trưng cho oai lực của một vị Phật chánh đẳng giác như Đức Phật Gautama, có sức ảnh hưởng và lan rộng đến 10 muôn triệu thế giới Sa Bà. Trang kinh bằng đồng hoặc inox vàng, ước tính 1.000 Mỹ Kim một trang. Trang kinh được khắc kinh các nước Phật giáo, hai mặt rộng 2 feet x 3 feet, tôn trí bên trong trung tháp tam tạng kinh. Trường Lan kinh Pháp Cú, ước tính 50.000 Mỹ Kim một giải. Mỗi giải diện tích 8 feet dài x 10 feet rộng và một tảng đá kinh Pháp Cú. Trường Lan bao bọc trong và ngoài tổng công trình, mỗi giải trường Lan đều tôn trí tảng đá khắc kinh Pháp Cú. Cổng Tam Quan, Đại Thắng Tích có 4 cổng ra vào. Cổng chính hướng Nam, phía đường Rosedale, ước tính 700.000 Mỹ Kim. Cổng phụ phía sau hướng Bắc, ước tính 200.000 Mỹ Kim. Cổng phụ bên phải hướng Đông, ước tính 500.000 Mỹ Kim. Cổng phụ bên trái hướng Tây, phía đường Windermere, ước tính 500.000 Mỹ Kim. Bãi đậu xe, ước tính 15 Mỹ Kim một square foot. Toàn bộ bãi đậu xe của chùa theo quy định của thành phố để cung cấp chỗ đậu xe cho chùa và Đại Thắng Tích. Và toàn bộ thắng cảnh, tịnh tâm đàm, điện, nước, nhà vệ sinh, v.v. Sau đây là phương thức cúng dường, mời quý vị xem trên màn hình.